Nếu duy trì hiệu suất ghi bàn như hiện tại, Haaland có thể kết thúc mùa giải với 70 bàn tại ngoại hạng Anh, gấp đôi kỷ lục của Salah với 32 bàn. Haaland đã khởi đầu chiến dịch Champions League với Man City bằng cú đúp vào lưới của Sevilla. Trước đó, anh đã ghi 10 bàn chỉ sau 6 trận tại ngoại hạng Anh, bao gồm 2 cú hat-trick vào lưới của Crystal Palace và Nottingham Forest. Tính đến hiện tại, tiền đạo người Na Uy đã ghi 15 bàn chỉ sau 9 trận và 768 phút thi đấu tại ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023. Những con số vừa nêu tạo nên hiệu suất đáng kinh ngạc 1,86 bàn một trận, cao hơn bất cứ cầu thủ nào tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu so với những tiền đạo đang có phong độ cao tại ngoại hạng Anh như Aleksandar Mitrovic với 6 bàn, Ivan Toney 6 bàn, Harry Kane 8 bàn, thì Haaland có số bàn thắng gấp đôi. Dĩ nhiên, việc thi đấu trong một đội bóng luôn lấn lướt đối phương về mặt thế trận và tạo ra vô vàn cơ hội ăn bàn ngon ăn như Man City là ưu thế lớn cho tiền đạo người Na Uy. Song, kỳ thực, tổng bàn thắng kỳ vọng của Haaland chỉ là 10,1, tức chân sút này ghi nhiều hơn 4 bàn thắng so với kỳ vọng. Ngoài ra, Haaland dứt điểm rất hiệu quả. Anh tung ra 4,45 pha dứt điểm trúng đích mỗi 90 phút để thu về 15 bàn thắng, tức trung bình cứ 1,5 cú dứt điểm trúng đích lại có một bàn thắng. Thông số này phản ánh kỹ năng dứt điểm thượng thừa của tiền đạo người Na Uy. Biểu đồ dứt điểm cũng cho thấy Haaland là một sát thủ vòng cấm. Trong số 25 cú dứt điểm mà Haaland đã tung ra, chỉ có một cú sút từ ngoài vòng cấm và thực tế nằm ngay rìa vòng cấm. Trong khi đó, có tới 8 pha dứt điểm trong vòng 5m50 và 6 lần làm tung lưới đối phương. Thống kê cũng chỉ ra, cự ly trung bình tung ra cú dứt điểm của Haaland chỉ là 6,8m. Đừng bị bai dứt điểm ở cự ly gần như vậy thì ai lại chẳng đưa bóng vào được. Hãy nhìn vào nguyên căn của vấn đề. Vì sao không ai ngoài Haaland lại hiện diện ở vị trí thuận lợi như vậy để ghi bàn? Câu trả lời nằm ở phẩm chất ghi bàn của tiền đạo người Na Uy. Thể chất sung mãn đã giúp anh có những bước di chuyển không thể ngăn cản. Sự thính nhạy trước khung gỗ của một sát thủ thượng thặng đã đưa anh đến những vị trí thuận lợi nhất để tung ra cú dứt điểm. Chứng kiến Haaland ghi bàn, hẳn Filippo Inzaghi sẽ cảm thấy tự hào vì nghệ thuật chấp thời cơ trong vòng cấm của vua Việt vị đã có người tiếp nối. Nhắc lại câu chuyện đã đề cập, sự áp đảo của Man City luôn trao cho những chân sút nhiều cơ hội ghi bàn. Song thực tế, The Citizens đăng quang tại ngoại hạng Anh hai mùa gần nhất mà không có tiền đạo cắm thực thủ. Sự xuất hiện của Haaland chứng kiến thầy trò Pep Guardiola đi theo hướng hoàn toàn khác, vì chiến lược gia người Tây Ban Nha công khai nói với những học trò, đặc biệt là Phil Foden, rằng họ phải biết Haaland luôn hiện diện ở đó. Foden lẽ ra phải chuyền bóng cho Haaland dứt điểm trong trận ra mắt của tiền đạo người Na Uy. Cậu ấy sẽ xem lại bằng ghi hình và cậu ấy sẽ thấy ở vị trí đó luôn có Haaland. Các cầu thủ của Man City đã quá quen với việc chơi với một số 9 ảo trong hai mùa qua. Nhưng hiện tại, họ đã có một cầu thủ để khai thác mọi cơ hội. Như Haaland đã thực hiện trên sân Sanchez-Pizjuan khi Foden quyết định sút thay vì chuyền. Cú bồi của tiền đạo người Na Uy sau khi cú sút của Foden bị thủ thành đối phương cản phá cho thấy việc phong tỏa chân sút này là bất khả thi. Trong mỗi lần di chuyển không bóng, anh đảo hướng 3 lần, sử dụng trực giác thiên bẩm để chiếm lĩnh khoảng trống và ghi bàn. Kevin De Bruyne đã bắt kịp chuyển động của Haaland, bộ đôi này đã có pha phối hợp thành bàn thứ 3. Với công thức De Bruyne kiến tạo, Haaland ghi bàn để mở tỷ số trong chiến thắng 4-0 trước Sevilla. De Bruyne luôn có nhiều lựa chọn để chuyền bóng. Anh từng phát huy hiệu quả với những quả tạt sớm, thường là cho Raheem Sterling ở cột 2. Nhưng với Haaland, tiền vệ sáng tạo người Bỉ cần nhanh hơn, quyết đoán hơn, bởi chỉ trong tích tắc, tiền đạo người Na Uy đã hiện diện trong vòng 5m50. Nhạc trưởng của Man City cũng tin rằng Haaland vẫn sẽ chăm chỉ chui rèn để trở nên biến hóa hơn trong vòng cấm. Tôi biết bằng cách này hay cách khác, Erling sẽ ở đó. Anh nói, cậu ấy đang khởi đầu hoàn hảo, cách cậu ấy thích nghi với chúng tôi là tuyệt vời. Nhưng ngoài bàn thắng, trận đấu vẫn còn những khía cạnh khác khó thích nghi hơn. Khía cạnh mà De Bruyne nói đến chính là đóng góp trong khâu phối hợp tấn công. Thống kê chỉ ra, Haaland có số lần chạm bóng, dê bóng và chuyền bóng ở 1/3 cuối sân ít hơn nhiều so với những tiền đạo khác. Có lẽ họ sẵn sàng đánh đổi để có hiệu suất ghi bàn của chân sút 22 tuổi này. Song, Man City ở đẳng cấp khác, tham vọng khác và áp lực cũng rất khác. Pep luôn mong muốn mọi thứ hoàn hảo, thế nên Haaland dù là chân sút hoàn hảo, song vẫn chưa phải hoàn hảo tại Etihad. Như De Bruyne kết luận, nếu cậu ấy hoàn thiện, đẳng cấp sẽ tăng lên. Đó là những gì chúng tôi mong chờ. Nếu bạn ghi được nhiều bàn thắng như vậy, bạn có thể đóng góp vào lối chơi nhiều hơn nữa. Cậu ấy cũng có thể, cậu ấy cũng hiểu rằng chúng tôi có thể mạnh hơn nữa. Và thật đáng sợ cho những đội bóng khác ở ngoại hạng Anh và Champions League với ý nghĩ Haaland vẫn có thể xuất sắc hơn.